Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Roxy Việt Nam đến trải nghiệm buổi lắp đặt sản phẩm cho các nhà hàng, khách sạn, trường học và các nhà bếp lớn. Các thiết bị bếp công nghiệp có mẫu mã đa dạng, thiết kế sang trọng, có độ bền cao cùng vẻ sáng bóng, bền đẹp thách thức thời gian giúp cho công việc sơ chế của chúng ta sẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nào bây giờ các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi nhé. Cái bánh này rồi nhá, giờ chị đẩy vào. Rồi đẩy vào. Chị đẩy vào. Sau này chị ra vị, chị bật công tắc đèn này lên. Công tắc. Rồi bật công tắc đèn này lên rồi nhá. Rồi. Bây giờ chị giờ đây là thanh nhiệt trên. À. Thế chị để cho tôi thuốc đầu tiên là độ mới cho là 200 độ đi. 200 độ. 200 độ đi. Ở dưới là đá là cho tôi cũng 200 độ đi. 200 độ. Chị trên dưới 200 thì 200 này thì nó sẽ vàng, mặt trên là vàng hơn trên dưới. Rồi, đúng không? À. Nếu mà chị muốn ở dưới mà nó kiểu nó không được vàng thì bớt lại đi, thì mặt rồi. Dưới nó không được không vàng được rồi, vàng. Chị muốn mặt trên lên thì chị muốn cho lên cao lên. Đấy, thì nhiệt độ đây bao lâu nó lên bao lâu hoạt động lên. À. Nhá, nó báo. Rồi. Đấy, đúng nhiệt độ trong lò. Đây là báo nhiệt độ trong lò. Cái này đèn công tắc. Công tắc đây. Đây là chị như này. Đấy. Các bạn vừa xem clip lắp đặt sản phẩm của Roxy Việt Nam. Để đem lại thông tin cho quý khách hàng rõ hơn về sản phẩm, ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách chi tiết của các sản phẩm được đề cập trong clip.
Cuối cùng, để biết thêm thông tin về chúng tôi, quý khách hàng tham khảo clip sau. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng với nhau quay trở lại với chuyên mục tư vấn sản phẩm. Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về Rossi Việt Nam, người bạn đồng hành của mọi dự án bếp công nghiệp. Thiết bị bếp công nghiệp là một dòng sản phẩm hỗ trợ các đầu bếp tại các khu bếp, nhà hàng, khách sạn cũng như là bệnh viện và trường học. Những năm qua, tốc độ đô thị hóa và phát triển của Việt Nam ngày một mạnh mẽ thì nhu cầu về thiết bị bếp công nghiệp và máy chế biến thực phẩm ngày càng được chú trọng, mở rộng về chất liệu cũng như nguồn gốc sản phẩm. Nếu trước kia các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp còn sơ sài và gia công tự phát, thì ngày nay khi đòi hỏi về chất lượng cũng như hiệu quả và công năng, các dòng máy chế biến thực phẩm hiện đại đang góp phần tạo dựng lên những giá trị cho chủ đầu tư nhờ tiết kiệm chi phí cũng như đem lại khả năng nấu nướng và khối lượng lớn thời gian nhanh chóng nhất. Rossi Việt Nam hiện là một trong những công ty đi tiên phong phân phối và bán lẻ các dòng sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp cũng như máy chế biến thực phẩm. Đứng trước làn sóng xây dựng bệnh viện, trường học, khách sạn và nhà máy trên toàn quốc như hiện nay, Rossi Việt Nam xác định rõ vị trí của mình. Ngoài việc chúng tôi bán lẻ các sản phẩm đến tận tay khách hàng, thì việc đồng hành là nhà thầu phụ cũng như nhà cung cấp cho các chủ dự án và các nhà trúng thầu, các dự án bếp công nghiệp, nhà hàng, khách sạn là một định hướng phát triển quan trọng của chúng tôi. Rossi Việt Nam xác định rõ tinh thần và vai trò luôn là người bạn đồng hành trong mọi dự án, mọi nhà thầu xây dựng cơ bản và hoàn thiện tại Việt Nam với các hạng mục bếp, nhà hàng, bệnh viện, trường học, quán bar. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp số 1 tại Việt Nam. Rossi Việt Nam có mối quan hệ thương mại thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất kinh doanh máy chế biến thực phẩm trên toàn thế giới. Phương châm của chúng tôi là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị vận hành với những hiệu quả cùng với các mục tiêu giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, tối ưu đầu tư, khơi nguồn đam mê, kiến tạo sự thành công. Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động thương mại của Rossi Việt Nam với những công ty và tập đoàn sản xuất kinh doanh máy chế biến, thiết bị bếp công nghiệp hàng đầu trên thế giới. Các bạn có thể thấy rằng là đây là đại diện của Rossi Việt Nam đang tham dự những buổi triển lãm, buổi bàn giao công nghệ, ký kết hợp tác với những hãng hàng đầu như là Walo, Imesa, Skimsen hay là Resto Italia. Danh mục sản phẩm của công ty chúng tôi cũng rất đa dạng, phong phú với hệ thống showroom và kho bãi, luôn đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện dự án mà không gây ra phát sinh thời gian cho các bạn hàng. Các sản phẩm chủ đạo của chúng tôi gồm có: thứ nhất đó là tủ nấu cơm công nghiệp, sản phẩm không thể thiếu trong mọi gian bếp. Các bạn có thể thấy rằng là chúng tôi cung cấp rất là nhiều loại tủ nấu cơm, từ dùng ga cho tới dùng điện, từ 6 khay cho tới 24 khay, đáp ứng được tất cả các yêu cầu của các quý khách hàng. Ví dụ như chiếc tủ DVE210Z hay là tủ DVG324EQTSX hay là dòng tủ của Coresta KRS12GZ hoặc là dòng tủ của hãng Wailan, Trang Hê, vân vân. Như là chiếc CHA1000. Còn dưới đây là một số hình ảnh cụ thể của chiếc tủ nấu cơm Đức Việt dòng DVE324Z. Đây là một chiếc tủ nấu cơm điện 24 khay. Loại dòng sản phẩm thứ hai mà chúng tôi muốn nói đến ở đây đó chính là một chiếc máy xấy bát diệt khuẩn khử độc. Dòng sản phẩm đem lại sự an toàn, đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng cao. Rossi Việt Nam hiện đang phân phối rất mạnh các sản phẩm máy xấy bát diệt khuẩn khử độc của Đức Việt và Coresta, như là dòng máy xấy bát của hãng Đức Việt, mã số DV1000i. Máy xấy bát Đức Việt mã số DV300ITX. Hoặc là dòng máy xấy bát của các hãng như là hãng Trang Hê, mã số CHRTD1380BT. Hoặc là mã số máy xấy bát CHITD1200B.
Còn đây là hình ảnh cụ thể của một số loại máy sấy bát Đức Việt. Trong đây là hình ảnh của chiếc máy sấy bát diệt khuẩn Đức Việt loại 1200 lít, sử dụng điều khiển cảm ứng mã số là DV1200ITX. Loại thứ ba mà tôi muốn đề cập tới đây là dòng bếp ga công nghiệp, thiết bị nấu cơ bản nhất của không gian bếp công nghiệp. Rossi Việt Nam cung cấp rất nhiều mẫu kèm theo các phong cách bếp nấu Á Âu khác nhau tùy theo phong cách của người đầu bếp. Các bạn có thể tham khảo đây là một số hình ảnh của chiếc bếp mã số BGDV2B2C.